Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay là cuối tuần, là chủ nhật. Mình đang có mặt tại công viên đài truyền hình Vĩnh Long nha các bạn. Còn ở đây đến mùa hội thả diều nè các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn quang cảnh thả diều tại công viên này. Phải nói là hàng ngàn con diều được tập trung ở công viên đài truyền hình Vĩnh Long các bạn. Đủ các loại màu sắc trên bầu trời công viên đài truyền hình Vĩnh Long. Thả diều là một thú chơi phải nói là rất lâu và đã đi vào ký ức mình. Từ thời trẻ thơ, thời điểm đó thì nó không được diều không được đẹp như bây giờ đâu các bạn. Diều đa phần là tự làm chứ không có được bày bán sẵn như bây giờ. Thời điểm đó thì nếu có một con diều để chơi thì sẽ làm từ giấy báo hoặc là tập vở đã học rồi đó, thì chúng ta cắt lên để làm một con diều ra đồng chơi. Còn bây giờ thì tiến bộ rồi. Công viên đài truyền hình Vĩnh Long nha các bạn. Tôi sẽ mời các bạn cùng mình đi vào bên trong để xem khung cảnh thả diều của bà con ở đây nhé. Nhiều lắm. Rồi, bị dính dây luôn rồi kìa. Hello. Phát thấy diều vui không? Vui. Ừ, rồi. Quá tài luôn. Dướng không mà kìa. Thích ta đàm vlog. Chơi vui vẻ nha. Hello. Ngày chúng ta clip chứ. Subscribe. Mai có. Ta đàm vô cái nào chứ. Ok. Quá ngon nữa đi. Quá nhiều nhiều đẹp luôn rồi. Ô, hai anh chàng đẹp trai. Đây là không gian phía bên trong đó các bạn. Phía bên phải của công viên nè. Quá nhiều. Quá đông vui luôn các bạn. Thank you.
Ở đây là khoảng giữa của công viên đài truyền hình đó các bạn. À, xa xa là cái cột anten của đài truyền hình Vĩnh Long. Con này là tập trung quá nhiều gì luôn các bạn. À, con này là chuẩn bị thả lên nè các bạn. Gió yếu quá, rớt rồi. Rồi con này chuẩn bị cất cánh. Đây này gió yếu quá. Thank you.
Nó tay ra hết trơn rồi mấy anh. Đây có một số vé chưa có tên nữa nè. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Giờ này cũng gần 6 giờ chiều rồi các bạn. Mà mọi người ở đây vẫn tập trung rất nhiều. Và phải nói là hàng ngàn con diều luôn các bạn ơi. Bốn năm con vậy luôn rồi. Có ghì mạnh xuống cái gút đó là mới tháo ra được. Gió nó tấp ở bên kia bị nữa. Nó dướng vô cái con đỏ đỏ nữa rồi. Quá nhiều luôn rồi. Rồi xong. Rồi hai con xỉu. Cao lên. Rồi có gió rồi đó. Video chia sẻ về quan cảnh thả diều của người dân và đặc biệt là các em nhỏ tại công viên đài truyền hình Vĩnh Long ngày cuối tuần
mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung video, hãy cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển thêm nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.